Điện ơi là điện. Có ai ngon như vợ tôi không? Hễ thằng chồng đi nhậu uống không nổi thì kêu nó ra uống thế. Trời ơi sao mày tệ quá vậy Đen? Sao mày lấy cái bồ đồ nào ơi? Làm chuyện gì coi cũng không xong. Biết tao đây xấu hổ đi sớm là. Đen ơi là Đen, chắc tao chết quá, chứ sống cái kiểu này cái gì nổi. Chắc cũng không có thằng nào ngu như cái thằng này đâu. Đen, mày có biết là tao thương mày mà mày cứ làm tao khổ hoài vậy Đen? Sao mày làm tao xấu hổ với bà con hàng xóm hoài vậy Đen? Hồi đó khác, bây giờ khác. Hồi đó là chuyện ngày xưa ngày xưa kìa, còn bây giờ thì giờ thì đành thôi ba theo tháng năm năm thầm nước qua vì đen ngây thơ thăng thà nên sớm nghiêng chê cười khinh tre làm cho lòng giống như người ta. Nói vậy sao mày không biết làm tao nở mặt nở mày với chồng sớm vậy? Ba biết nói sao đây cho mày hiểu lòng này. Từ khi hai đứa quen nhau đến ngày hôm nay, nói vui vời dần nói buồn dâng lên. Trời ơi, không biết kiếp trước tao có làm gì nên tôi, mà giờ đây tao phải cưới nhầm con Đen. Tệ ơi là tệ, nó làm cho tao xấu hổ với bà con lối xóm vô cùng. Mày biết không, người ta nói giờ thằng đầu tệ nhất trong vùng. Tao tưởng đâu mày khù khờ vì mày còn nhỏ dại, chừng khi lớn rồi thì mày sẽ khôn ra. Ai có ngờ đâu tươi
mày về đã 3-4-5 năm. Càng lúc tao thấy mày trời ơi tệ ơi là tệ à. Tao thấy cuộc đời này có ý nghĩa gì đâu, khi bước ra đường là người
là tôi đã phủ rẫy tình con. Nhưng cô hiểu cho tình tôi muốn thay đổi cuộc đời cớ tình. Tôi không thể nào cúi đầu xuống mãi mà muốn nhìn lên hạnh diện với mỗi người. Thử hỏi bây giờ sát bước bên nhau, kẻ sang người hẹn làm sao sánh bước được. Cô không thể đổi thay những gì